Chào mừng các bạn đến với kênh của mình và mình là Slenderman. Ngày hôm nay mình sẽ thử thách 24 giờ nha các bạn. Nhưng mà lần này là một thử thách hơi bị gớm một tí. Đó chính là thử thách 24 giờ sống trong toilet. Và hiện tại bây giờ mình mới đi toilet xong, các bạn thấy cái gì vàng vàng ở dưới không? Rồi bây giờ mình sẽ lấy giấy kế bên nè các bạn để mình gọi là đi toilet xong rồi các bạn. Rồi, lấy miếng giấy kế bên nè các bạn ơi. Đấy, đây có giấy kế bên nè. Ôi xui, lấy giấy không được ta. Ôi ôi, không lấy giấy được thì làm sao bây giờ? Rồi bây giờ gạt nước xuống các bạn ơi. Ô, không có cặn gạt nước luôn. Bây giờ nó vàng khè vậy tính sao? Úi giời ơi. Ui, cái nước gì mà chảy ra tùm lum vậy nè. Rồi thôi bây giờ mình sẽ cố gắng thử thách nha các bạn ơi. Đây là trong toilet đúng không? Bây giờ mình sẽ đi toilet xong rồi đi. Đấy, mình sẽ mở cửa ra. Ôi, hết hồn. Ơ, cái cửa này bị làm sao bạn? Mình tưởng tụi nó chặn cửa lại rồi chứ. Rồi thì ở đây có rất là nhiều người tham gia thử thách nha các bạn ơi. Đây. Ô, khoan, hình như mình đi lộn toilet thì phải. Ôi trời ơi, đây là toilet nữ mà toàn là con gái thôi. Sorry, tôi đi lộn chỗ. Ra ngoài. Ủa, toilet nam đâu? Trời ơi, ủa cái này cái gì đây? Không được chụp hình nè các bạn ơi. Và đây chính là toilet. Ủa không phải, đây là gì vậy? Ôi ơi, đây là bồn tắm các bạn ơi. Trời ơi, bây giờ sao đây vậy? Mình gặp được idol khứa áo xanh các bạn ơi, hoặc được gọi là siêu nhân áo xanh này các bạn. Các bạn thấy chưa? Ồ, idol áo xanh các bạn ơi. À rồi, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài để xem coi có gì không. Ủa, cái này cái gì đây? Một cái hình gì đó các bạn à. Đây, ở dưới sàn nước mình thấy rất là nhiều nước dơ, cho nên mình định lấy cái này để mình gọi là lau dọn nè các bạn. Ôi, thanh niên bị té nè các bạn ơi, cứu đó. Đứng dậy. Thanh niên này nó té rồi sao? Mình nói rồi, cái sàn nước này nó trơn trượt lắm, cho nên là cứu em hả? Đây, để anh cứu em. Come on, đứng dậy đi. Đứng dậy nào. Đứng lên. Đây, rồi, đi ra ngoài thôi. Vậy là đường này ra ngoài nè các bạn ơi. Ô, đây là hồ bơi à. Ôi ôi, vậy mà mình tưởng cái gì chứ. Rồi, bây giờ là mình ít khăn nha các bạn. Mình vẫn còn trong toilet nha, nhưng mà cho là cái toilet này nó có hồ bơi nữa, cho nên là hơi bị xịn sò đấy. Như vậy mới có thể sống được 24 giờ trong đây chứ các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ leo lên đây để mình tham gia cái trò chơi nhảy cầu. Ui, bạn kia bạn có gì muốn đẹp không bạn ơi, đẹp không? Rồi bắt đầu nhảy thôi mấy đứa ơi. Let's go. Ôi thôi. Ui da, cái gì vậy? Vừa nhảy xuống một cái. Ơi, Cứu anh em ơi. Tụi nó nhảy xuống nó bơi được, còn mình nhảy xuống cái mình dậy luôn nè. Cứu, anh không biết bơi. Cứu. Rồi, biết bơi rồi. Các bạn ơi, mình vừa mới phát hiện ra ở trong toilet mình có trò chơi nữa nha các bạn. Đó là trò chơi ai là người đầu tiên tiến tới được cái toilet đằng kia trước thì sẽ là người giành chiến thắng các bạn ơi. Ui, sao mà cái trò chơi này nghe nó thum thủm làm sao bạn ơi. Không biết là trong toilet nó có gì không nữa. Rồi bây giờ thì ở đây mình thấy có những người anh em của mình đang ở đây chờ tham gia trò chơi nè các bạn. Ở đây có một thanh niên lái một chiếc xe rất là ngầu các bạn ơi. Wow, ở đây cũng có hút ghi nữa nè các bạn. Wow, trò chơi này được ấy, ngon các bạn ơi. Bây giờ mình nghĩ xem coi là what? Trò chơi này nó có cả wow, mô tô nè, siêu xe nè các bạn. Đẹp chưa? Còn có cả thêm chiếc xe này nữa nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ gọi là không mua được những cái xe này đâu các bạn ơi. Tại vì những xe này rất là mắc tiền mà mình vừa mới tham gia trò chơi trong toilet này thôi. Đó, cho nên là mình sẽ gọi là sử dụng một cái xe cùi thôi. Rồi bây giờ mấy đứa theo anh, lên xe nè mấy đứa. À, chúng ta cùng đua xe nào. 1 2 3 Get go. Whee! Né ra cho anh chạy. Rồi bây giờ là chúng ta đang lái rồi các bạn ơi. Mình đang dẫn đầu cho cuộc đua này. Nhưng mà chúng ta phải hết sức cẩn thận, tại vì ở đây chúng ta nếu mà không kỹ là chúng ta sẽ bị té nha các bạn. Ê, what? Cái xe của tôi đâu? Đứa nào lấy cái xe của mình vậy? À đây, có xe. À, cái này là giống như chạm dừng vậy các bạn. Mình sẽ có thể gọi là hạ lấy xe khác. Rồi tiếp tục. Tụi nó đâu rồi? Y, mấy đứa cùi bắp không có dí theo mình. Rồi bây giờ mình sẽ cố gắng mình chạy nha. Đây, để mình đợi tụi nó bạn ơi, đợi tụi nó lên đây. Đây, các bạn thấy không, ngay đây nó còn có một cái chỗ nè, hạng nhất, hạng 2, hạng 3 này, người nào tới nhất thì người nào mà tới cái toilet đầu tiên á. Sao mà nghe nó kỳ quá bạn, thì người đó sẽ giành hạng nhất nha. Các bạn có biết không, mỗi lần mà các bạn ra đường á, nếu như mà các bạn gọi là đau bụng quá, mắc toilet mà không có chỗ đi á, thì mình nói thiệt với các bạn á, là để tìm được một cái toilet nó cực kỳ khó luôn. Và nếu như các bạn đi về nhà mà gặp được toilet á, thì mình phải nói với các bạn toilet là một vị cứu tinh của bạn ấy. Ôi, bây giờ đi đường nào đây? Ê, từ từ đã. Ây da, rồi mình chặn nó không cho đi các bạn ơi. Từ từ, hình như cái đường này nó có gì nó sai sai không. Đúng rồi, không đúng rồi, đúng rồi bạn. Chạy lẹ, nó đuổi theo mình bây giờ. Nhanh
Ôi, hình như cái đường này sai rồi. No, nó quay lại chỗ này nè. Mình đang đuôi với nó mà nó đi theo mình. Nó đi theo mình, nó ngu người luôn các bạn ơi. Á, tên đi ngu người. Đây, quẹo qua đây mới đúng nè. Rồi, từ từ, nhanh lên. Ơ, nhanh lên, sao vậy? Cái xe này bị làm sao ấy nha. Từ từ. Bực thật sự các bạn. Bực ghê luôn á. Rồi, né ra. Đây, được rồi. Ui, nó đang dẫn đầu rồi các bạn ơi. Lái xe kiểu này hơi căng à. Rồi, come on. Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Ê, đừng có cản đường nha, chứ xấu nha. Đây, mình sẽ cố gắng mình hút nó bạn. Cản đường hả? Vô. Anh Điên nó bị mình hút xuống dưới rồi. Ê, từ. Cứ bình tĩnh, mình cười người hôm trước, hôm sau người cười mình các bạn à. Toilet này nói chung là nó căng thẳng quá. Ai, có một thanh niên đang bị kẹt ở kia, một thanh niên đang cố gắng dí theo mình. Ây da, không được rồi các bạn ơi. Tụi này nó mà đuổi theo được theo mình là tụi nó gọi là hả, không yên tụi nó đâu. Rồi, mình sẽ cố gắng. Hồi nãy mình lỡ hút thanh niên kia rồi, nên là mình thấy có lỗi quá. Hello, tôi tới rồi đây. Đây, rồi xuống luôn nè. Xuống luôn bạn gái ơi, xuống luôn. Thôi, mình sẽ đi cùng với bạn này chứ mình không có làm gì bạn đó đâu các bạn ơi. Hồi nãy là do thanh niên kia lái gà quá. Ơ, sao bạn cản đường tôi? Ê, bạn ơi, đừng cản đường nhau chứ. Mình sẽ vượt qua bên này. No. Ui, nó xem thứ nó ép mình rồi bạn ơi. Ghê quá, bạn này coi bộ có ý đồ gì đây nè. Đang cố gắng gọi là hạ muốn cho mình té xuống hàng. Đây, mà nó vượt qua được rồi. Hay lắm. Rồi. Đây, nè, tôi qua được rồi nha. Bye bye bạn. Bạn không có là gì đâu, bạn chưa có đủ trình lái xe với tôi đâu. Win. Yo. Toilet này có gì đây ta? Oh my god. Trời ơi, sao mà mình lại có một cái thử thách điên rồ như thế này. Một cái thử thách mà không thể tin được. Đúng là thật không thể tin được. Rồi, chúng ta bắt đầu để mình xem coi cái toilet này có gì. Nó có gì đặc biệt không? Đúng rồi, nó có gì đặc biệt thiệt. Chuẩn bị, đeo khẩu trang bịt mũi vô giùm mình nha. Rồi, vô thôi anh em. Yo, ôi trời ơi, toilet kìa. Đây là những cái cục gì đó mà nó xoắn lên ghê quá. Còn dưới đây là toilet nữa bạn, nó màu nâu nè. Ghê quá, rồi chúng ta. Ô, toilet đâu rồi, ô. Cái kìa. Sao mình quay lại cái này? À, vậy là khi mình vô toilet bự đó là nó sẽ trở về chỗ này các bạn. Trời ơi, thằng gì. Nghe nó thâm thủm nhưng mà cũng may mắn là mình rớt xuống hồ bơi rồi cho nên là nó sẽ sạch sẽ lượng tí. Rồi, hai cô gái đang ngồi nói chuyện với nhau. Gác chân lên ghế nhìn rất là ngầu các bạn. Cô gái này thì đang bấm điện thoại nè. Còn cô gái này thì đang gác chân lên ngồi bắt lịch sự quá mà. Ngồi mà gác chân lên đây là sao? À, bạn này là Hi Rosemi. Bạn nói chào bạn kìa. Bạn ơi. Bạn này lo bấm điện thoại cho nên là không có biết là bạn kia chào. Ủa, trời, con dịch đâu? Ở đâu ra con vịt khổng lồ vậy trời? Xem con vịt nó biết bơi các bạn ơi. Rồi lên đây. À, mình sẽ cho nó xuống đây xem như thế nào đây. Lên đây, vịt ơi. À, rồi, nhảy xuống đây. Ô, nó nhảy các bạn ơi. Nhảy đi. Trời, mình té luôn. Mình chưa thấy con vịt nào mà ngu đến như vậy. Mình kêu nó nhảy xuống nước, nó nhảy lên trên này. Oh, what? Ui, anh siêu nhân. Lại gặp anh siêu nhân nữa rồi. Anh siêu nhân màu áo xanh. Đây, hello anh siêu nhân áo xanh. Em đang nằm trên đây em nghỉ mát nè. Wow, anh này đang đứng đây với mình đúng không? Anh siêu nhân áo xanh các bạn. Ui, bạn kia đang bơi lên đây nè. Không biết có ý đồ gì đây. Ô, bạn này đang bơi lên mình. Ôi, bạn đi rồi các bạn ơi. Rồi, vô tắm thôi các bạn ơi. Đây, làm ơn đóng cửa lại mọi người là sợ tí. Ê, đi ra ngoài. Đang tắm mà đi ra ngoài đi, cái anh áo xanh này. Anh siêu nhân áo xanh này, anh vô duyên ngay các bạn. Anh vô đây, mình tắm, anh vô đây làm gì vậy? Trời ơi, ra ngoài. Ra ngoài đi anh, trời ơi, anh ơi. Anh không có liêm sỉ hả anh? Người ta tắm mà anh vô đây. Đi ra ngoài đi. À, mình đang thư giãn ở trong cái bồn tắm này. Thiệt là thoải mái quá đi các bạn ơi. Ui, mà người ta vẽ cái gì trên tường nè các bạn ơi. 1/5 nè. Rồi còn SD nữa nè. Đấy, tôi đang tắm mà mấy ông làm gì vậy? Trời ơi, ra ngoài, đi ra ngoài. Trời ơi, bắt lịch sự thiệt chứ. Người ta đang tắm mà vô mở rèm ra, đóng cửa lại. Thiệt tình luôn á. Đang tắm mà, thôi, không tắm nữa. Dặn rồi các bạn ơi. Tắm cái gì mà chưa kịp gọi là hạ tắm nữa, tụi nó chui vô đây làm gì không biết nữa.
Rồi bây giờ mình đi mình rửa tay đó bạn. Cái đây là cái máy rửa tay nè. À, rồi rửa tay xong rồi thì sống trong toilet này nó ảo ma quá các bạn ơi. Rồi bây giờ là mình sẽ vô toilet mình ngồi. Đấy. Rồi, vô. Từ từ. Vô toilet ngồi cái đã. Đấy. Mọi người ra ngoài. Ra ngoài đóng cửa lại cho tôi. Rồi, vô toilet ngồi thôi các bạn ơi. Hey, mình sẽ ngủ một giấc tí nữa tỉnh dậy rồi mình sẽ đi chơi tiếp. Sao mình nghe có mùi gì nó thấm thấm. Trời ơi, cái gì mà nó nâu nâu vậy nè? Ủa, mà khoan, chỗ này là chỗ nào vậy? Hồi nãy mình có ngủ trong cái toilet, rồi sau đó tự nhiên mình xuất hiện. Ui, cái toilet siêu to khổng lồ. What? Trời ơi, ai đi toilet mà sao toàn là nó rớt ra ngoài không vậy nè? Gớm quá. À, có thể đây là một mini game mới ở trong gọi là toilet mà mình đang thử thách 24 giờ sống ở trong đó các bạn. Wow, đây là cái gì đây? Đây là những cái thảm nè các bạn. Chỗ này nó còn phân biệt ra là con gái hay là con trai. Ủa nhưng mà chỉ có một cái toilet thôi mà. Mình cũng không hiểu nữa các bạn ơi. Rồi bây giờ thì mình hiểu rồi. Chắc đây chính là gọi là chúng ta sẽ khám phá cái toilet mà mình đang sống các bạn ơi. Nhưng mà không hiểu tại sao cái chỗ này nó khổng lồ đến như vậy. Bây giờ mình sẽ cái này chỉ cho mũi tên là gì ta? Wow, mình sẽ lấy xe à. Được. Vô lấy xe các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ leo lên chiếc xe này. Yeah, let's go. Đi thế nào? Vậy thì bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi tham quan cái toilet mà mình đang sống nha các bạn. Rồi, đây. Đằng kia chính là cái bồn tắm siêu to khổng lồ mà mình cũng chẳng biết xuất hiện từ đâu ra nữa. Và kế bên mình là một cái cục siêu to khổng lồ. Các bạn biết cục đó cục gì đúng không? Rồi bây giờ là mình đang chạy đường này. Ở đây thì có một cái vòi sen để các bạn có thể tắm nè. Wow, toilet gì mà ngộ thế nhờ. Đấy, đang đi tham quan các bạn ơi. Nguyên. Ê, ở trong kia nó còn có gọi là chỗ toilet mới dành cho con trai và con gái nữa các bạn. Nhưng mà tại sao nó chung một cửa ta? Mình cũng không hiểu nữa. Bây giờ vô xem coi như thế nào. Ê, chuẩn bị đi vô rồi. Nguyên. Oh, what? Các bạn có thể nhìn nè. Trong đây chính là phòng ngủ chứ không phải là toilet. Vậy là toilet hồi nãy ở ngoài bên chỗ mình đang sử dụng các bạn ơi. Mà sao toilet nam với nữ lại chung ta? Kỳ lạ, giống như cái chỗ toilet mình đang ngủ các bạn. Chính xác là chỗ này rồi. À, rồi. Ở đằng kia có một cái rương. Cái rương để có thể gọi là bỏ đồ chơi vô. Mình nghĩ đây là cái toilet dành cho người khổng lồ hay sao á. Hồi nãy mình đang toilet nhỏ xíu mà tự nhiên mình ngủ giấc vậy cái mình ra thành toilet khổng lồ các bạn. Rồi đi xuống đây xem nào. Cẩn thận va chạm. Ui, qua được luôn nè. Wow, mình đang ở trong cái đường hầm gì đó. Thanh niên kia đang đi chung với mình luôn các bạn ơi. Rồi để xem coi. Ê, sao mình nghe thâm thẩm. Ôi, đây là xuống cái cống mà đường thoát nước của toilet. Ở dưới đây nó dơ lắm các bạn. Ôi, có cả toilet siêu to khổng lồ ở đây nữa các bạn. Ê, nó đang nhìn mình kìa đúng không. Ui, còn cái gì đây. Trời ơi, quái vật cục ý. Cái này giống như slam các bạn ơi. Nhưng mà nhìn nó ghê quá bạn. Hình quá. Mình đi ngang qua nó rồi. Nó nhìn mình nãy giờ các bạn. Đi ngang qua cục này là các bạn phải đeo 100 lớp khẩu trang vô nha. Chứ nếu không các bạn sẽ ngửi cái mùi nó gọi là rất là thúi nè. Ghê quá. Nó đang nhìn mình các bạn ơi. Rồi. Ui, thanh niên này chạy nhanh hơn mình nữa nè. Chắc nó đang tăng tốc rồi bạn ơi. Mình không tăng tốc được. Uầy, để tôi bạn ơi. Ơi, đi bạn. Ê, thanh niên nó bị đứng lại rồi các bạn. Ui, một cái toilet khổng lồ nữa các bạn ơi. Rồi, nó nhảy rồi. Chắc rồi sao không hiểu. Thúi quá chịu không nổi bỏ cuộc luôn. May mắn là bữa nay mình nghẹt mũi, mình bị cảm ngoài nên là mình không nghe mùi gì hết. Rồi, let's go. Ê, exit nè. Thoát ra ngoài rồi. Oh no. Thoát ra ngoài hay là chui xuống cái bồn cầu đây. Ôi, cứu tôi với, help me. Trời các bạn ơi, mình sắp tới cái bồn cầu rồi. Chẳng lẽ nào, ôi trời, nó màu nâu luôn kìa. Ôi trời ơi, cứu tôi.